Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Gia đình Hải đang đau đớn khi ông Khánh đột ngột qua đời. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Đánh Cắp Số Phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Càng ngày, những sơ hở của Mỹ Anh càng bị bộc lộ rõ nét. Không những Hải đang nhận ra điều đó, mà tất cả mọi người trong gia đình của Hải Đăng đều cảm thấy sự bất ổn trong người Mỹ Anh. Nhìn biểu hiện của con dâu hiện tại, ông cảm thấy có nhiều điểm bất thường, liên tục gọi cho ai đó với vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ, rồi lại đi sớm về muộn, chẳng lo công việc trong công ty. Ông nghi ngờ cả gia đình và con trai đang bị đứa con dâu lừa dối, đáng lo hơn có thể chiếm cổ phần của Khê En đi. Thế là ông Khánh không tiếc tay vung tiền, thuê những thám tử điều tra giỏi nhất, bí mật đi khám nghiệm và điều tra tai nạn xe hơi trước đó. Cuối cùng, ông vô cùng bàng hoàng về sự thâm độc của cô con dâu. Hóa ra, Mỹ Anh đang hoán đổi thân phận với chị gái. Hóa ra, tất cả đều là chiêu trò của cô gái mưu mô, xảo quyệt, phối hợp tinh vi cùng tên bác sĩ thẩm mỹ. Thậm chí ông Khánh còn phát hiện được đoạn clip bí mật của con dâu mình, và tên bác sĩ biến thái. Ông cảm thấy vô cùng sốc khi đứa con dâu, mà ông tin tưởng nhất lại có thể làm ra những điều trái với luân thường đạo lý như vậy. Nhưng rồi nghĩ tới vợ con, nghĩ tới Hải Đăng, ông sợ mọi người gánh chịu cú sốc này. Ông muốn tự mình tìm gặp Mỹ Anh, tạo điều kiện cho cô nói lời xin lỗi và rút lui trong êm đẹp. Tiếc rằng ông đã đặt niềm tin sai người. Ông Khánh gặp mặt cô con dâu và nghe xong những lời thâm độc, ông bắt đầu sốc nặng và lên cơn suy tim. Ông vội lấy thuốc ra uống thì bất ngờ đánh rơi lọ thuốc xuống. Rồi ông ngã quỵ xuống, gương mặt nhợt nhạt, giọng yếu ớt. Mỹ Anh cứ thế mà nhìn ba chồng ra đi trong đau đớn. Cô máu lạnh đến mức nhìn ông mà thỏ thẻ, đó chính là cái giá cho sự tò mò. Cô nàng tin rằng giờ mọi việc sẽ vĩnh viễn ngủ yên, cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi bên Hải Đăng. Cô nàng còn dàn cảnh như một vụ tai nạn bình thường khiến chẳng ai mảy may nghi ngờ. Giờ việc cuối cùng cô chỉ cần diễn vai dâu hiền, vợ đảm, khóc lóc thảm thiết. Cô còn nhân lúc tan sự bối rối, cô nhanh chóng lục tìm toàn bộ bằng chứng mà ông Khánh thu thập được, đem tất cả đi đốt. Đau lòng khi chứng kiến ông Khánh, người ba đáng kính, đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Nhưng Hải Đăng hiểu đây là thời khắc anh phải mạnh mẽ. Anh phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho cha mẹ và em gái, cũng như chăm lo cho tập đoàn Khê En đi. Bà Dung và Ngọc Vân khóc nghẹn ông Khánh đột ngột qua đời. Ngọc Vân ngồi khóc thảm thương, ba ơi, sao ba lại bỏ con, ba đã hứa sẽ làm chủ cho đám cưới của con mà. Còn cô nàng Mỹ Anh, cố gắng vận dụng khả năng diễn xuất của mình, khóc lóc thảm thiết, tỏ ra thương tiếc cho ba chồng. Mỹ Anh giả vờ động viên an ủi Ngọc Vân và bà Dung. Rồi cô nàng khuyên nhủ Hải Đăng, anh à, chuyện gì qua rồi hãy để nó qua. Hay vợ chồng mình phải mạnh mẽ thay ba tiếp quản công ty, và xây dựng Khê En đi ngày càng vững mạnh. Mỹ Anh đang suy nghĩ, một khi ba chồng đã chết, cổ phần và tài sản gia đình sẽ thuộc về vợ chồng cô quản lý. Bước tiếp theo cô sẽ tìm cách leo lên nắm quyền, chiếm cổ phần càng nhiều càng tốt. Sau này có bại lộ thì cô có thể cao chạy xa bay sang nước ngoài. Liệu rồi những toan tính của Mỹ Anh có thành công? Tội ngộ sát ông Khánh của Mỹ Anh sẽ bị ai vạch trần? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới, like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.